Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Pado Official ha. Rồi hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho tất cả các anh chị và các bạn về cái sử dụng công cụ Blend trong cái hộp công cụ Drop Shadow Tool ha. Và chúng ta sẽ áp dụng vào, chúng ta sẽ vẽ cái hình giống như cái hình bông lúa. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Thứ nhất, các anh chị vào trong cái vẽ cái Edit Tool, giữ cái phím Control để chúng ta vẽ cái hình tròn. Và sau đó chúng ta sẽ copy một cái hình tròn qua nữa để chúng ta lấy một cái phần giống như cái, cho nó nằm chồng ở trên hai cái hình tròn nằm chồng nhau. Và sau đó chúng ta sẽ bôi hết tất cả hai cái hình tròn. Và sau đó các chị sử dụng cái lệnh là Intersect, các anh chị bỏ qua, thì chúng ta sẽ được một cái hình giống như hạt lúa như thế này. Và sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ Pen Tool ha, các anh chị vẽ một cái đường thẳng để chia đôi cái hình hạt lúa ra. Thì ở đây mình sẽ có chia đôi thế này. Sau đó các anh chị sử dụng cái công cụ Smart Fill Tool, tức là chúng ta sẽ đổ màu công cụ cho hai cái phần này. Chúng ta sẽ đổ màu. Thì trên đây để chọn màu thì các anh chị cứ vào trên đây, cho vào Fill Tool ở trên thanh thuộc tính. Các anh chị chọn. Sau khi chọn màu xong thì các anh chị bỏ cái phần cái thanh thước này đi. Các anh chị bỏ cái phần gạch này đi. Và sau đó chúng ta sẽ áp dụng cái công cụ Interactive Tool ha, tức là tô màu chuyển sắc. Chúng ta sẽ sử dụng tô màu chuyển sắc cho nó. Đây, đổi màu thì chúng ta vào trong cái phần ô vuông này và chúng ta sẽ lít xuống. Chúng ta sử dụng cái cây bút hút mực để chúng ta hút mực chúng ta cần tô. Chúng ta có thể điều chỉnh. Rồi sau đó các anh chị muốn tô cái hình phía bên bên phải nè, nó giống với cái hình phía bên trái. Thì cái màu á, thì các anh chị đưa con chỏ chuột ha, chúng ta lít vào đối tượng phía bên trái nè. Các anh chị lít phải chuột, giữ phải chuột và chúng ta kéo qua bên bên phải. Và sau đó các anh chị thả ra. Làm lại nè nha. Các anh chị giữ phải chuột, các anh chị kéo qua. Thì các anh chị sẽ thấy là cái lúc này con chỏ chuột nó thành hình tròn ha. Sau đó chúng ta thả ra. Thì ở dưới đây nè, các anh chị sẽ thấy nè, nó sẽ copy nè. Copy ở phần phần nền, copy phần ở ngoài và copy phần outline. Và sau đó chúng ta chọn copy out ha, thì nó sẽ ra như thế này. Và sau đó chúng ta sẽ vào trong công cụ là chúng ta sẽ đổi thôi cho nó thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đưa cái phần này lên trên lại. Và sau đó chúng ta sẽ đưa phần này xuống dưới. Rồi sau đó chúng ta bỏ viền cho hai cái phần này bằng cách là chúng ta lít vào trong cái hộp màu á, cho anh phía góc nhân ha, chúng ta lít vào. Sau đó chúng ta sẽ group hai cái đối tượng này lại, chọn hai đối tượng này xong đó chúng ta bấm Ctrl G. Và sau đó chúng ta bỏ này đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xoay cái hạt lúa thành giống như hình chữ V. Và chúng ta sẽ xoay lại giống hình chữ V ha. Và chúng ta sẽ copy, chúng ta các bạn sẽ giữ đưa chỏ chuột vào trong phía cạnh trái nè và giữ phím Ctrl ha, sau đó chúng ta giữ trái chuột chúng ta kéo qua. Sau đó giữ trái chuột chúng ta kéo qua và sau đó chúng ta đồng thời nhấp phải chuột chúng ta copy qua ha. Rồi làm lại nè, các anh chị giữ Ctrl đưa cái con chỏ chuột vào trong cái cạnh trái của đối tượng, sau đó giữ trái chuột chúng ta kéo về phía phải và lít, giữ trái chuột đồng thời giữ trái chuột và lít phải chuột thì nó sẽ hiện ra. Sau đó chúng ta thả phím Ctrl ra ha. Sau đó chúng ta sẽ rút, chúng ta bấm Ctrl G để rút hai cái đối tượng này lại và sau đó chúng ta sẽ kéo nhỏ lại một chút. Rồi sau đó chúng ta sẽ copy ha, chúng ta sẽ giữ trái chuột đưa ra phía ngoài, kéo ra phía ngoài và nhấn đồng thời nhấn phải chuột để copy một cái đối tượng khác. Sau đó chúng ta sẽ cho cái đối tượng này nhỏ hơn cái đối tượng phía trên. Rồi sau đó chúng ta sẽ sử dụng công cụ Blend trong cái hộp Drop Shadow Tool ha. Thì chúng ta sẽ hộp công cụ là Blender nè, chúng ta lít vào. Và khi mà lít vào cái hộp công cụ Blend á, thì các chị các bạn sẽ thấy con chỏ chuột của chúng ta nó sẽ có cái hình tròn, vòng tròn chéo và các lớp ha. Sau đó chúng ta các anh chị nè bắt đầu giữ trái chuột từ cái đối tượng thứ nhất, các anh chị giữ trái chuột và chúng ta kéo qua cái đối tượng thứ hai và sau đó chúng ta thả ra. Thì ở phần trên đây chúng ta sẽ có cái đối tượng len như thế này.
Tức là khi lít hai đầu này thì chứ nó sẽ cho chúng ta chỉnh nha. Còn phần này là cái phần len thì nó không cho chỉnh. Xong nè, các anh chị muốn kéo này ra thì nó sẽ kéo kéo ra ha. Rồi sau đó các anh chị lít vào trong đây nè, lít vào trong đây thì trên các anh chị thấy trên cái thanh thuộc tính nó như thế này ha. Trên đây là nó có đen ra hai đối tượng, từ cái vị trí thứ nhất qua vị trí thứ hai thì nó sẽ copy ra hai cái đối tượng thế này. Rồi bây giờ để chúng ta đưa cái những đối tượng này vào trong cái vòng nửa vòng tròn này thì chúng ta sẽ có vẽ nửa cái vòng tròn ha. Chúng ta sẽ trên cái thanh thuộc tính là khi lít vào vòng tròn, các chị sẽ thấy trên thanh thuộc tính là nó có là 1/4 nè, và vẽ hình ngoài không ha. Chúng ta lít vào vẽ hình ngoài thì bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái phần khúc phần này đi nha. Chúng ta sẽ bỏ khúc phần này đi thì để can thiệp vào cái vòng tròn này thì các anh chị nhấn vào phím Ctrl G ở trên bàn phím cho mình, phím Ctrl G à, xin lỗi, Ctrl Q, tức là để cho nó rã đối tượng ra. Thì sau đó các anh chị vào trong cái Shape Tool hoặc là bấm phím tắt F10, các anh chị lít vào. Sau đó các anh chị giữ trái chuột, các anh chị quét cái điểm thứ nhất này. Sau đó các anh chị nhấn cái nút Inlet ở trên bàn phím thì chúng ta sẽ có nó sẽ cắt tới cái nút trên đây, thì này là 50% nè. Rồi sau đó các anh chị muốn đưa cái đối tượng này vào trong theo cái hình tròn này thì các anh chị lít vào trong đối tượng này. Thì ở trên cái thanh thuộc tính nó sẽ hiện ra, thì các anh chị chọn vào cái biểu tượng là mũi tên và có cái đường đường cong nè. Thì các anh chị lít vào, các anh chị có thấy là cái nó hiện ra cái dòng chữ là Path ha, property. Thì các anh chị lít trong đây nó có cái mũi tên đen này, các anh chị sổ xuống thì các anh chị sẽ thấy là New Path. Thì anh chị chọn vào New Path. Sau đó các anh chị sẽ thấy là khi đó là cái mũi tên của mình nó biến dạng thành cái mũi tên đen uống ha. Rồi sau đó các anh chị đưa vào trong cái vòng tròn này nè, đưa mũi tên vào trong vòng tròn, các anh chị lít trái chuột một cái. Thì ở đây các anh chị sẽ thấy là nó cái bây giờ hiện tại bây giờ là cái đối tượng này nó đã uốn theo cái đường cong này. Tuy nhiên các anh chị sẽ thấy là nó dính chùm ha. Thì các anh chị lít vào cái đối tượng đầu, các anh chị kéo ra. Các anh chị đối tượng thứ hai, các anh chị kéo. Chúng ta cũng có thể chỉnh cái đối tượng này to nhỏ cho sao cho nó phù hợp. Rồi sau đó các anh chị phóng lớn chỗ này lên, phóng lớn chỗ này lên. Rồi các anh chị này xoay, chúng ta sẽ xoay cái đối tượng này cho nó nằm cái góc của nó, cho nó nằm ở trên của cái đường ha, cái góc nó sẽ nằm trên cái đường như thế này. Rồi cái đối tượng đầu, chúng ta sẽ phóng đối tượng đầu lên và chúng ta cũng sẽ xoay như thế. Nó sẽ xoay lại sao cho cái góc của cái đối tượng nó sẽ nằm bên đây. Thì bây giờ các anh chị sẽ thấy là nó sẽ đưa ra cái hình như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh ha. Thì ở đây khi mà nó giãn ra thì nó sẽ có những cái phần bự và phần nhỏ, do đó để chúng ta mà nó làm đều từ phần bự tới phần nhỏ này thì chúng ta sẽ vào các bạn thấy trên thanh công cụ cái nó có một cái dấu cộng màu xanh ở trên phần này nè ha. Các anh chị sổ cái mũi tên này xuống và các anh chị chọn vào cái phần Broad Offset ha, các anh chị chọn vào Offset. Thì bây giờ các anh chị và các bạn sẽ thấy là nó đã đều ha, nó sẽ làm đều hết từ trên này, từ cái phần đối tượng thứ nhất sang phần đối tượng thứ hai. Và bây giờ chúng ta chỉnh lại thôi ha, chúng ta chỉnh lại ha. Nếu mà các anh chị muốn thấy cảm thấy mà cái này nó đang ở dày quá thì các anh chị có thể hạ xuống, ví dụ chúng ta sẽ hạ xuống còn ít thôi để chúng ta dễ làm đó. Ví dụ bây giờ chúng ta sẽ hạ xuống nó còn lên thành 14 thôi ha. Tuy nhiên ở đây thì các anh chị sẽ thấy nó sẽ có trong quá trình nó uống nó sẽ biến đổi cái dạng tô màu chuyển sắc của chúng ta. Và bây giờ để chúng ta bây giờ chúng ta sẽ khi mà các anh chị đã xong hết rồi, các anh chị làm thế này là nó, nếu mà nó đã các anh chị ưng ý rồi đây, bây giờ lên về, nếu các anh chị đã ưng ý rồi bây giờ các anh chị muốn chỉnh lại ha. Bây giờ các anh chị muốn chỉnh cho cái màu nó tương đồng với nhau thì bây giờ các anh chị sẽ lấy cái màu hôm nay các chị đưa qua, hoặc là các anh chị vào trong tô màu chính xác, các anh chị chỉnh từng đối tượng ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ các anh chị sẽ nhấn trên cái bàn phím á, là các anh chị nhấn phím cần trên K là để cho nó tách cái đối tượng này ra à. Đây bây giờ cái đối tượng thứ nhất nó đã tách ra và cái đối tượng hai cái đối tượng gốc đã tách ra nè. Tuy nhiên còn cái đối tượng len thì nó chưa tách. Thì các anh chị khi mà lít vào cái đối tượng len này này thì các anh chị thấy trên thanh thuộc tính nó sẽ hiện ra một cái Unrest Offset ha. Các anh chị lít vào trong đây
Thì bây giờ hiện tại bây giờ nó đã phân bổ ra, nó đã rã ra từng cái rồi theo cái đường tròn này rồi. Thì bây giờ các anh chị vào trong cái phần tô màu á, chuyển sắc á, thì các anh chị có thể sửa lại chút cho nó. Các anh chị lít qua, các anh chị sửa. Để mà tô màu cho nhanh á, thì các anh chị làm thế này. Các anh chị giữ phải chuột ha, các anh chị kéo qua. Và đối tượng này các anh chị thả ra, các anh chị cứ copy out ra. Ha, từ phần thứ nhất, phần thứ hai các anh chị làm. Đó, thì nó sẽ ra đồng bộ hết như thế này. Đó. Các anh chị cứ giữ phải chuột, các anh chị kéo qua cái đối tượng thứ hai, các bạn copy out, tức là chúng ta sẽ copy theo cái dạng màu đó thì nó sẽ ra như thế này. Rồi thì các anh chị cứ làm tương tự như vậy cho đến khi nào hết đối tượng thôi. Rồi đối với một số cái đối tượng mà các anh chị thấy nó còn chưa có chính xác lắm á, thì các anh chị hơi xoay nó một chút. Thì để xoay á, thì các anh chị lít vào đối tượng, sau đó các anh chị đưa cái con trỏ chuột vào trong cái tâm nè. Sau đó các anh chị lít thêm một cái chuột trái nữa thì nó sẽ hiện ra cái vòng tròn tâm. Các anh chị đưa con trỏ chuột vào trong chính giữa nè. Các anh chị giữ trái chuột, các anh chị kéo xuống cái góc này. Và sau đó các anh chị sẽ đưa tới những cái mũi tên xoay nè, các anh chị xoay. Mục đích của cái này là để cho nó cố định cái tâm, cái cố định cái góc này lại ha. Cố định cái góc này lại. Rồi như vậy thì chúng ta có một cái bông lúa nó theo dạng cái hình tròn này. Thì các anh chị cũng có thể là áp dụng cái phương pháp này vào trong thiết kế nhiều cái hình dạng nó khác nhau, tùy theo những cái sáng tạo của tất cả các anh chị và các bạn, để làm cho cái bản thiết kế của chúng ta nó có thêm cái phần nổi bật. Thì qua cái video này thì các anh chị cũng ôn lại cái phần tô màu chuyển sắc ha, rồi tô màu Smart Fill Tool, Fill Tool. Rồi các anh chị có thể là sử dụng cái phần pen, các anh chị vẽ đường thẳng, các anh chị vẽ được hình tròn, và sau còn các anh chị sẽ sử dụng được cái công cụ để cho cái đối tượng theo cái hình cong này. Rồi video của mình chia sẻ đến đây là kết thúc. Nếu mà các anh chị cảm thấy mà video này sẽ giúp ích được cho tất cả các anh chị trong cái môn học Corel này, thì các anh chị đừng quên bấm like để ủng hộ tinh thần cho video nhé. Còn nếu các anh chị có những cái thắc mắc gì thì các anh chị cứ để lại comment phía dưới, thì mình sẽ tranh thủ trong thời gian sớm nhất mình sẽ trả lời cho tất cả các anh chị. Còn nếu các anh chị nào mới vừa ghé qua kênh Bado Official thì các anh chị hãy giúp mình đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng quả chuông, để khi mình có chia sẻ những cái video mới lên thì các anh chị có thể nhận được thông báo và xem được video chia sẻ của mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở video sau. Chúc các anh chị thật nhiều sức khỏe, làm ăn ngày càng thành công trên con đường của mình ha. Bye bye.